Xin chào tất cả các con, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Thảo Dược Chúng Ta, kênh chia sẻ về những kiến thức về cây thuốc quý, vị thuốc quý và những cái bài thuốc hay. Và ngày hôm nay mình là Huân đây, và hiện tại Huân đang làm trong lĩnh vực thuốc nam, thì ngày hôm nay Huân xin phép được chia sẻ với bà con những món ăn kỵ nhau trong cuộc sống hàng ngày để bà con có thể biết được và chúng ta cần tránh và tránh sử dụng cái món ăn này. Vậy thì những cái món ăn nào thì có thể là kỵ nhau và chúng ta không nên kết hợp nó với nhau trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta? Vâng, có một số cô chú anh chị và các bạn có hỏi Huân là về vấn đề là món ăn nào nó kỵ nhau, món ăn nào không nên kết hợp với nhau để nó tạo những chất độc, đúng không? Thì ngày hôm nay Huân bớt chút thời gian mình, Huân chia sẻ cho con cô bác anh chị và các bạn về cái chủ đề này. Thì đầu tiên đó là một số những món ăn kỵ nhau thì bà con không thể không nhắc đến, đó là cái gan lợn và giá đỗ là rất là kỵ nhau. Vì sao? Bởi vì theo các nhà khoa học nghiên cứu thì là có 100g lợn thì có đến 2,5 mg đồng nhá. Và trong giá đỗ có nhiều vitamin C, nếu chúng ta xào lẫn với nhau thì nó sẽ gây tức là nó sẽ làm mất cái vitamin C sẽ bị oxy hóa đi, và kết quả là các chất bã tức là khi mà mình làm như vậy thì cái chất vitamin nó sẽ không còn nữa, và nó tạo thành chất bã, nó tạo thành chất độc, nó không còn cái chất bổ trong cái món ăn đó nữa. Thứ hai là nếu không nấu gan động vật với cà rốt, với rau cần đấy, thì các cái ion kim loại rất dễ làm cho vitamin C trong các loại rau củ quả sẽ bị oxy hóa và mất đi cái công hiệu, mất đi cái chất trong đó, thì chúng ta không nên kết hợp đấy. Và tiếp theo là không nên ăn dưa chuột với cà chua. Không nên ăn dưa chuột với cà chua bởi vì sao? Bởi vì là trong dưa chuột thì có chứa một loại men phân giải cái vitamin C, và trong cà chua thì khá là nhiều vitamin C. Đấy, khi mà chúng ta ăn như vậy thì nó sẽ làm mất đi cái vitamin C trong hấp thụ và giảm cái khả năng hấp thụ vitamin C trong cơ thể của bà con. Tiếp theo đó, sữa đậu lành với trứng gà không nên ăn. Sữa đậu lành và trứng gà không nên ăn. Sữa đậu lành và trứng gà không nên ăn. Sữa thì có men đó là protein đa gia, kiềm chế các loại protein trong trứng gà và cản trở cái tiêu khả năng tiêu hóa, gây khó tiêu đầy bụng, thì chúng ta không nên sử dụng. Tiếp theo là cái sữa bò và nước hoa quả cam quýt không nên sử dụng. Sữa bò có chứa nhiều protein và các casein chiếm đến 80%, và khi sữa bò pha lẫn hoặc uống cùng các nước trái cây thì nó sẽ làm cho các chất là casein này thì kết dính lắng đọng, tạo thành gây khó tiêu, gây rối loạn tiêu hóa này đấy, thì bà con không nên kết hợp như vậy. Tỏi và trứng vịt hay là tỏi kết hợp với trứng đậu không nên ăn, nên tránh, bởi vì nó sẽ tạo ra cái chất độc rất độc và hại đến sức khỏe của con. Tỏi và trứng, đặc biệt là trứng vịt và trứng ngỗng mà chúng ta không nên ăn, không nên kết hợp. Sữa đậu lành và đường đen, sữa đậu lành có đường đen có chất là axit là oxalic và axit malic. Nếu mà dùng với đường đen thì sẽ gây ra tác dụng là axit sinh ra chất nắng biến tính, và chất bổ sẽ bị giảm đi, và trẻ sơ sinh có thể bị đầy bụng này, mất đi chức năng tiêu hóa, nên chúng ta không nên dùng đường đen cho sữa đậu lành, mà chúng ta nên dùng đường trắng, đường kính trắng. Thịt dê, thịt chó không nên kết hợp với nước chè, không nên uống với nước chè đặc. Thịt chó, thịt dê rất giàu protein, nếu vừa ăn thịt chó, thịt dê mà lại uống nước chè ngay thì chất axit tannic trong nước chè sẽ kết hợp thành protein trong thịt chó, thịt dê để tạo thành chất tannin sẽ gây liêm mạc, làm cho cái liêm mạc đường ruột này giảm cái nhu động ruột, dẫn đến táo bón và dẫn đến nguy cơ gây ung thư. Khá là nhiều những cái web, những cái báo có nói về cái này rồi, vấn đề này rồi, nhưng mà con cần chú ý nhá. Thịt chó và thịt dê không nên kết hợp với nước chè, các chú cần chú ý. Các loại động vật có vỏ sống trong nước và vitamin C thì không nên kết hợp với nhau. Đấy, các loại động vật có vỏ và sống trong nước đấy, thì không nên kết hợp với vitamin C. Củ cải trắng thì với các loại lê, táo, nho không nên kết hợp với nhau. Ceton đồng có trong những loại trái cây thì phản ứng với axit cyanogen thì lưu huỳnh trong củ cải thì khiến người ăn bị suy yếu tuyến giáp, ép chạm vào biếu cổ. Đây là một điều mà bà con cần chú ý, đặc biệt là những bệnh nhân biếu cổ chúng ta cần chú ý như vậy. Thì dê kỵ giấm,
thịt dê kỵ với giấm, bà con pha chế món ăn chúng ta cần chú ý. Tiếp theo là rau dền và quả lê kỵ nhau, chúng ta không nên kết hợp. Tiếp nữa là hồng với cua, hồng với cua. Loại quả này thì không nên ăn với cùng khoai lang, tinh bột trong khoai lang thì có thể kích thích dạ dày, tiết ra axit, tác dụng và chất chất chát talin trong quả hồng thì gây ra cái hiện tượng nó là viêm loét hoặc là chảy máu dạ dày. Đấy, bà con cần chú ý nhá. Hồng với cua không nên kết hợp với nhau. Quả hồng ấy, quả hồng chát ấy nhá. Tiếp theo là thịt chó không nên ăn với tỏi. Thịt chó không ăn với tỏi. Trứng không ăn với tỏi. Trứng vịt và trứng ngỗng không ăn tỏi, được chưa? Thịt bò kỵ với rượu. Thịt bò kỵ với rượu. Thịt bò có rất nhiều chất bổ, rượu thì có chất cay nóng, khi dùng kết hợp hai loại này thì dễ gây bị táo bón này, dễ gây niêm mạc dạ dày bị ảnh hưởng đến niêm mạc miệng này, gây ủ tai này. Đấy. Thịt gà không kết hợp với cá chép. Thịt gà cam ôn, cá chép thì lại cam hàn, tức là tính hàn ấy. Thịt gà thì tính ôn, còn cá chép thì tính hàn. Thế nên là nếu mà ăn cùng nhau thì gây hiện tượng là bụng nhọt này, gây phát chứng trường ung để giải nên lên uống đỗ đen. Nếu mà chúng ta bị vô tình chúng ta ăn thì cho nó lên uống đỗ đen để giải nó đi. Đấy, thịt gà không ăn với tôm. Cả tôm gà đều là cái vị là ôn, thế nên kết hợp gây ra hiện tượng là ngứa ngáy khó chịu. Bà đặc biệt bà con cần chú ý là những người mà kích ứng dị ứng với những chất đặc biệt là như là đạm ấy, những đạm nhiều như cua này, tôm này hay là nhộng ong này, thì bà con cần chú ý là chúng ta sử dụng ở cái liều lượng hợp lý để, và nếu mà kỵ nhiều thì chúng ta nên là tránh nó ra, không nên ăn, bởi vì rất dễ dẫn đến ngộ độc. Bởi vì nếu mà ăn phải mà chúng ta kỵ ấy, ăn vào có thể là sưng ngứa hết người này, mà gây ngộ độc, gây khó thở, gây tắc thở là bình thường. Và rất là nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra nếu chúng ta cố tình sử dụng những món ăn như vậy. Thế nào Huân muốn khuyên bà con như vậy để bà con có thể làm sao để tránh nha. Và bà con cần chú ý là cái đặc biệt là ví dụ như canxi nhé, bà con lưu ý là canxi, bà con bổ sung canxi nhé. Đấy. Và vitamin 3B, vitamin và canxi nếu chúng ta uống thì chúng ta uống với nước lọc, không nên uống kèm với nước cam, nước chanh. Đấy, thì nó sẽ tạo kết tủa và sẽ gây hiện tượng sỏi thận. Nên bà con cần chú ý. Huân đã nhắc bà con ở rất là nhiều video rồi, nhưng bà con cần chú ý như vậy cho Huân để đảm bảo chúng ta không bị cái sỏi thận nhé. Và ngày hôm nay Huân mất chút thời gian của mình để Huân chia sẻ cho bà con những cái món ăn mà có thể kỵ nhau, thì bà con cần chú ý như vậy cho Huân thì đảm bảo là chúng ta không mắc phải trong cuộc sống hàng ngày. Và bà con nào mà xem được video của Huân thì đừng quên là chia sẻ nó ra cho người chúng ta. Và đừng quên là hãy đăng ký kênh và bấm chuông để mỗi khi Huân làm video mới thì bà con có được những thông báo mới nhất từ Huân. Xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã đồng hành với suốt quá trình Huân làm video. Nhờ có cô chú anh chị và các bạn thì Huân mới có thể là chia sẻ cho nhiều người hơn, cho cộng đồng chúng ta được biết đến nhiều giá trị hơn nữa. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.